Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 150 năm của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe truyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và hãy comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 150 năm Ngược Với Minh Triều ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ ảm dạ, đỏ mặt thở gấp một trận, ho sặc sụa rồi mới chắp tay nói: "Tiểu tử đa tạ công công chỉ điểm, chuyện vui đã định rồi, còn muốn lễ trọng cảm tạ công công." Tất Chân vui mừng nhướng mày, hắn cười ha hả nói: "Vậy đây ta đây cảm tạ phò mã ra trước vậy, ta sẽ phái hai người đưa phò mã ra xuất cung trở trí. Lát nữa, ý chỉ của hoàng thượng sẽ tới, ngài cũng nên nhanh chóng chuẩn bị lục lễ nghi điển đi." Vâng, tiểu tử đa tạ, cáo lui. Ảm dạ lại ho một trận nữa, liền lấy canh nhuận phổi ra uống vài ngụm, phổi liền dịu lại, lúc này mới đứt được cơn ho, đứng lên cáo từ. Y chỉ biết bệnh mình không nhẹ, nhưng không biết mình đã không còn bao nhiêu ngày nữa, cho nên đối với việc cưới công chúa, nói thực trong lòng của y cũng không vui vẻ cho lắm. Y 16 tuổi đỗ cử nhân, cũng xem như tài tử hiếm có, tương lai sẽ thi tiến sĩ vào triều làm quan, làm mấy năm sẽ ra ngoài làm quan lớn một phương, ba thê tứ thiếp, vinh hoa phú quý, đó là tiêu dao bậc gì đây. Còn làm phò mã ư? Cũng không biết công chúa Vĩnh Phúc là xinh hay xấu. Cho dù là xinh đẹp, làm phò mã cũng sẽ bị gò bó. Không những cả đời không có tiền đồ, hơn nữa, công chúa sống trong thập phương phủ. Phò mã này chính là người sống không vợ. Y không muốn bảo vệ một người vợ danh phận là một ngưu lang một năm gặp mặt một lần như vậy. Nhưng phụ thân tham ô tang phạt lượng lớn vàng bạc sắp bị người ta điều tra ra rồi. Tới khi đó sẽ bị tịch thu tài sản, giết chết hết cả nhà. Mình cũng thành con của phạm quan, dù không bị liên lụy bắt đi, cũng sẽ bị mất hết công danh trở thành áo vải. Sau này không xu dính túi, nghèo rất mồng tơi, muốn tham gia khoa cử triều đình cũng không thể được. Lúc này, công chúa Vĩnh Phúc trở thành một đan tư thiết khoán, xá tội miễn chết, dù là nàng có xấu cỡ nào cũng phải cưới được nàng về. Bây giờ trong nhà đã tiêu lượng lớn bạc rồi, cuối cùng đã được như ý nguyện. Nghĩ như vậy, trong lòng ảm dạ lại thấy vui hơn, theo sau hai tiểu hoàng môn ra ngoài, đi lại cũng thoải mái hơn nhiều, đưa mắt nhìn xung quanh. Tường thành cũng đã khác với lúc tới rồi. 3 ngày nữa, ta chính là em rể của hoàng đế. Đi lại trong cung này, các ngươi là nô tài, ta lại là thân thích của hoàng đế. Cảm giác làm phò mã giống như không phải là cái gì cũng xấu xa vậy. Ảm dạ chắp tay sau lưng, đè nén cơn ho dưng dưng tự đắc nghĩ: làm phò mã nhiều quy tắc như vậy, dù sao công chúa lớn lên trong thông cung, nàng còn có thể quản được ta hay sao? Phò mã phủ ta là chủ nhân, chỉ cần ta cẩn thận một chút, còn không phải là làm theo ý mình hay sao? Nếu số đã định không thể nhập sĩ, ta sẽ là một phò mã gia phong lưu vậy. Lại nói, bất luận là hoàng gia hay là dân gian, hôn nhân cũng cần phải làm theo 6 bước. Đó là nạp thái, tặng lễ cầu hôn, vấn danh, hỏi tên họ và ngày sinh của nhà gái, nạp cát, tặng lễ đính hôn, nạp trưng, đưa sinh lễ, thỉnh kỳ, nghị định hôn kỳ và thân nghênh tân lang đích thân cưới vợ. Nạp thái vấn danh đơn giản, hoàng thượng ân chỉ một chút, sau 3 ngày sẽ dẫn hàng chục lễ vật cắt tường như chim ưng, uyên ương, hươu nai tới hoàng cung để cử hành. Sau khi nạp thái vấn danh xong, có lẽ là nạp cát. Lễ xưa là tiến hành bói toán xem hai bên có hợp hôn hay không. Nếu hợp, hôn sự này sẽ chính thức được định. Chuyện còn lại chỉ là chọn ngày cát chính thức xuất giá là được. Nhưng tới thời Minh, nạp cát đã không hề đi lễ bói toán, trực tiếp do người lớn bên nhà gái tiếp nhận nạp thái. Sau khi vấn danh trao đổi hôn thư định hôn sự, tới lúc này trừ phi bên nhà trai trả lại hôn thư, nếu không danh phận đã được định rồi. Hôm nay chính là đến kỳ ảm gia tới hoàng cung nạp thái vấn danh. Thời tiết lạnh, thế nhưng trong phòng lại ấm áp. Vừa sáng sớm, ấu nương dựa vào trong lòng Dương Lăng dịu dàng nói: tướng công, buổi tối lúc ở đây đừng gọi người ta ôm con tới nữa. Sao?
Dương Lăng hôn lên môi của nàng, khẽ cười mà nói, sao vậy? Như vậy người ta đều biết. Ây da, còn hỏi nữa sao? Ấu nương hờn dỗi vỗ hắn một cái. Dương Lăng cười vui vẻ ôm lấy nàng, cằm đặt lên đầu của nàng, khẽ vuốt ve. Cục cưng đã sinh rồi, nàng còn xấu hổ như vậy sao? Nhân luân đại lễ, có gì không nhận ra người chứ? Tiểu tử đó không ôm đi không được, nó quấy rối lão tử. Lần trước tướng công đang vội, nó liền khóc thét lên, lại ra rồi lại phải thay tã, sau đó lại đòi bú nữa kìa, hại ta phải khoác thêm áo choàng chạy tới phòng Văn Tâm. Nếu không bây giờ luyện võ cường thân bị cảm cúm rồi. Hàn Ấu Nương cười che miệng, hai má ửng hồng, dựa vào bờ ngực trần trụi của tướng công, cảm thấy hắn đang vui vẻ từ trong lồng ngực truyền ra, ánh mắt thích thú ngọt ngào mà nói, người ta biết tướng công kỳ thực hàng ngày còn có rất nhiều việc phải làm, thế nhưng trong thời gian này người ở nhà với Ấu Nương là lâu nhất, Ấu Nương rất vui. Nàng nắm lấy bàn tay của Dương Lăng vẫn đang vuốt ve bờ mông của nàng, ngón tay đan vào bàn tay hắn, ngẩng mặt lên cười nói, tướng công đang đối phó với Lưu Công Công phải không? Lưu Công Công con người này vốn không xấu, còn nhớ lúc đầu là ông ta đi kê binh dịch đón tướng công vào kinh, từ đó về sau tướng công liền thăng chức lên rất nhanh, làm tới quan lớn. Trên đường vào kinh, Lưu Công Công cũng đã chăm sóc vợ chồng chúng ta rất tốt mà. Khi hoàng thượng làm thái tử, chúng ta chuyển nhà sang nhà mới, Lưu Công Công còn mang quà tới. Mới đó mà thời gian trôi qua lâu rồi, thái tử đăng cơ làm hoàng thượng, tướng công và Lưu Công Công đều có quyền lực lớn. Một số lão thần trong triều không thuận mắt, luôn muốn trừ khử tướng công, rồi trừ khử Lưu Công Công. Ai biết những khó khăn đó đều lao tới, cuối cùng tướng công và Lưu Công Công lại trở thành oan gia đối đầu. Dương Lăng cười khổ một tiếng, lên tiếng, chuyện thế gian khó nhất là dự liệu, ân hôm nay thù ngày mai, ai có thể biết rõ được đây. Khi Lưu Cẩn không có quyền lực thì vô hại, khi có quyền lực rồi thì lại không thể sử dụng, sẽ trở thành mãnh hổ hại người. Đo đạc đồn điền vốn là một chuyện tốt, kết quả là khiến y liên can, bị người oán trách. Điều tra tham ô cũng là chuyện tốt, Lưu Cẩn đang thanh tra nội khố, Tây Thập Khố. Nghe nói giáp phòng Tây Thập Khố có người bán trộm ngân xa, ô mai, hoàng đan và bách dược. Các quan lại lớn nhỏ tham ô đã bắt được hơn 160 người rồi. Quan quản nội khố đều là những con chuột béo mẫm, dạy dỗ cũng là điều nên làm. Thế nhưng bản thân y nhân cơ hội đã mang về nhà lượng lớn tài sản. Thủ hạ phụ trách điều tra tham quan cũng đã tra ra tham quan mưu lợi bất chính. Tham lam lại chẳng qua là từ trong tay những tham quan nhỏ chuyển tới tay đại tham quan lớn mà thôi. Mà đại tham quan chính là y. Lưu Cẩn đã không phải Lưu Công Công ngày xưa mang vỏ dưa muối tới chúc mừng chúng ta thăng quan nữa rồi. Hàn Ấu Nương lại áp vào ngực hắn, khẽ nói, Ấu Nương là một nữ nhi, không hiểu đại sự trong triều. Ta chỉ biết tướng công của mình là giỏi nhất, tốt nhất, là chồng của ta, trời của ta. Người làm việc gì ta cũng chỉ ủng hộ người, chỉ là nghĩ tới người bạn trước đây thường qua lại, bây giờ lại thành ra đối lập như vậy, Ấu Nương có chút đau lòng mà thôi. Dương Lăng nhấc tay lên, vỗ lên bờ mông mềm mại của nàng mà cười nói, Ấu Nương của ta cũng tốt nhất đấy, thưởng gia pháp cho một cái này. Đáng ghét mà. Hai người lại đùa giỡn một hồi, Hàn Ấu Nương nói, tướng công, trời sáng rồi, dậy đi thôi. Huệ quốc công phủ hôm nay gửi tới thiệp mời, mời chàng dự tiệc, hôm nay có đi không vậy? Không được rồi. Dương Lăng ngồi dậy, Hàn Ấu Nương lấy áo bào từ trên móc xuống, ngồi trên giường mặc áo cho hắn. Hôm nay là phò mã nhập cung nạp thái vấn danh, trên dưới hoàng cung đều bận cả. Văn Tâm không cần vào cung trị bệnh cho thái hoàng thái hậu đâu. Thái hậu bệnh rất nặng, cộng thêm tuổi tác đã già rồi mà sinh ra các bệnh khác, Văn Tâm cũng không dám dùng thuốc. Nàng ta tới thăm một vị Hạnh Lâm đồng đạo, hỏi một số vấn đề, ta phải đưa nàng ta đi một chuyến mới được. Ta cũng đưa con tới nhà ca ca, mong là thấy nhị ca làm đại tướng quân. Đại tấu vẫn luôn khích lệ đại ca làm một số việc lớn, lập công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền. Đại ca không muốn đi theo con đường của chàng, tự làm một mình, muốn tới Liêu Đông tổng quân kìa. Chuyện này Dương Nhất Thanh đại nhân đã nói với ta rồi. Đại ca không muốn dựa vào quan hệ của ta để thăng quan, ta cũng không có ra mặt. Dựa vào bản lĩnh của đại ca nhất định có thể nổi danh được. Vốn tổng binh Liêu Đông hiện đang dưới trướng của ta, khi đi ta sẽ bảo y chiếu cố một chút. Đại ca trung hậu, thật thà, chớ bị ức hiếp ở trong quân là được rồi. Hàn Ấu Nương nhấn mày, cười quyến rũ. Lúc bây giờ, Ảm Đông Thần tới cửa chính hoàng cung, bước chân bỗng thình thịch. Chức quan nhỏ nội khố này của ông ra vào hoàng cung quá nhiều, nhưng lại chưa từng thấy dáng vẻ của cửa chính thế nào. Hôm nay không những nghênh ngang tới, ông còn là nhân vật chính. Kiệu hạ xuống, hàng chục người mặc áo màu xanh mới đi phía sau khiêng lễ vật đủ loại, tất cả đều được thắt lơ đỏ. Lý Hổ cũng nơm nớp lo sợ chạy tới. Hai người đều mặc tẩm bào nhã hiên ký mới mua, chỉ là vẻ mặt làm thế nào cũng không thể hiện được dáng vẻ của người cao quý. Phía sau là con trai của ông ta,
Ảm công tử, Ảm dạ sắp trở thành phò mã của Vĩnh Phúc, cũng mặc áo mới, vẻ mặt yếu ớt, sắc mặt nhìn cũng đã khỏe mạnh, hồng hào lên nhiều. Trong kiệu uống thuốc trấn trụ bệnh tình, y cũng run rẩy bước ra khỏi kiệu. May mà hai bên phò mã vốn còn có hai người hầu giúp đỡ, lúc này cũng vừa lúc tới nơi. Phụ thân và cậu là trưởng bối ở phía trước, Ảm dạ ở phía sau, đi tới phía trước ngọ môn. Dưới sự chỉ huy của lễ bộ hành lễ, tam bái, chín khấu đầu, vọng cung mà bái. Sau đó Ảm Đông Thần lấy bài văn đã viết trước đó ra cao giọng đọc. Bài văn cũng không quá dài, nhưng phải chờ ông lắp bắp đọc xong. Ảm dạ quỳ phía sau bị gây sức ép, khiến cho mồ hôi vã ra, lạnh cả người. Lễ bộ trưởng hôn quan quỳ nhận biểu văn, sau đó nghi thức đứng lên. Ảm dạ ngồi trở lại kiệu, xem như là đã thở gấp. Nghi thức đi tới cửa đông Tử Cấm Thành, xuống kiệu lại bái, lên kiệu tới trong cửa đông, xuống kiệu lại bái. Sức ép này làm cho Ảm dạ khuôn mặt hồng hào như tô son chất phấn lại dần trắng bệch ra. Lễ bộ trưởng hôn quan tiến lên phía trước nói với thái giám Mã Vĩnh Thành đón dâu ở cửa cung. Triều ân huống thất con trai Ảm dạ của trưởng khố quan hộ bộ nội khố Ảm Đông Thần. Ảm dạ trước tiên tập lễ tổ tiên để phó sứ Hồng Lưu Bộ, Lương Khả Trấn cung thỉnh nạp tài. Lương đại nhân quỳ dâng biểu văn, Mã Vĩnh Thành cũng quỳ xuống tiếp nhận, nằm lấy hai tay đi vào trong cung. Lễ vật của Ảm gia mang tới đều chuyển vào trong cung giao cho tiểu thái giám, từng hòm, dắt nai, ôm yên ương, chim nhạn, kêu ríu rít phía sau. Mã Vĩnh Thành đang đỡ hoàng đế hồi biểu, dẫn theo một đoàn tiểu thái giám chạy trở về trong cổng thành đông, tuyên đọc biểu văn một lượt. Trên dưới Ảm gia lại một lần nữa quỳ xuống nghe biểu, sau đó Lương đại nhân lại lớn tiếng nói. Đứng lên, theo như bói thể, sứ thần Lương Khả Trấn vấn danh. Sau đó lại là quỳ lại nhau giao biểu văn. Qua được nghi lễ này cũng đã hơn một canh giờ, may mà không cần quỳ ở bên ngoài chờ, Ảm công tử có thể quay về kiệu mà nghỉ ngơi uống thuốc bất cứ lúc nào. Hàng trăm người bên ngoài cửa cung chờ rất lâu, Mã Vĩnh Thành mới nghênh ngang đi ra, đảo mắt một lượt cao giọng mà nói. Có chế. Trưởng hôn sứ Lương đại nhân liền dặn dò trên dưới Ảm gia xếp xếp thành một hàng quỳ, quỳ xuống. Mã Vĩnh Thành lớn tiếng tuyên bố. Con gái thứ hai hoàng đế hoàng trị, trưởng nữ chết yếu, Tú Ninh, phong công chúa Vĩnh Phúc đã tới tuổi cập kê, có thể nghị bàn hôn sự. Mọi người lại hành ba bái chín khấu, cung tạ thánh ân. Mã Vĩnh Thành mỉm cười đỡ Ảm Đông Thần lên nói. Ảm đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Đương kim hoàng thượng ở cung Cản Thanh thiết yến, mở tiệc chiêu đãi thông gia, mời hai vị trưởng giá cùng quý công tử vào cung. Cùng hoàng thượng ăn một bữa cơm, tim của Ảm Đông Thần như đập loạn xạ, hạnh phúc vang lên trong tai ù ù. Mã Vĩnh Thành cười híp mắt nói. Lát nữa khi ăn uống, hoàng thượng sẽ ban thưởng hôn thư, công chúa Vĩnh Phúc chính là người của Ảm gia ông rồi. Ảm đại nhân, một bước lên trời. Ảm Đông Thần lấy lại bình tĩnh, vui mừng mà nói. Cùng vui, đa tạ công công. Bốn bàn tay cùng đỡ lấy nhau, tay áo bồng bềnh, một chồng bạc trắng lại được chuyển qua. Mã Vĩnh Thành bất động thanh sắc đón nhận, vỗ vỗ cánh tay của y, rồi quay người nói. Hoàng thượng thưởng yến, phụ tử Ảm thị, trưởng bối lĩnh chỉ vào cung. Dưới sự dẫn dắt của y, phụ tử Ảm thị và cậu là Lý Hổ đi theo sau y đi vào hoàng cung, trùng trùng ở cửa cung. Xe ngựa treo giải lụa đỏ, cùng người nhà thì ở lại ngoài cửa cung. Lúc bấy giờ Dương Lăng không ngờ vị hạnh lâm cao thủ mà Cao Văn Tâm muốn đi thăm dò, đó lại chính là Kim Châm Lưu, là vị danh y số 1 ngày xưa mình đã dìu ấu nương đi chín thành để tìm. Lưu tiên sinh của Dã Cúc Trai. Cao Văn Tâm xuống kiệu, tay áo màu xanh mơn mởn, chiếc váy lụa màu trắng, một đôi hài da dê đầu kim phụng, thướt tha xinh đẹp. Dương Lăng khoác tay lên người của nàng rồi nói nhỏ. Hóa ra nàng muốn lãnh giáo chính là vị Kim Châm Lưu này sao? Kim Châm Lưu hình như hai mắt nhận được vàng, y thuật cao minh phải không? Cao Văn Tâm thấp giọng cười nói. Phu quân, Lưu tiên sinh xem bệnh cao hơn, nhưng y thuật vẫn cao minh. Trong 13 khoa ông ấy tinh thông chí ít 5 khoa kìa. Người học y đại bộ phận sở trường một môn, những môn khác chỉ học lướt qua thôi, nhưng ai cũng không dám tự xưng là chữa khỏi trăm bệnh. Dù bệnh gì cũng đều có thể chữa trị, từ trước đến nay không hề có ai cả. Bệnh này của Thái Hoàng Thái Hậu là bệnh ho lao, nhưng ho lao cũng có 4 năm nói. Hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu còn lại phát thêm những bệnh khác nữa, không dễ đoán bệnh đâu. Lưu tiên sinh là người lành nghề, lãnh giáo một chút có lẽ cũng có ích kìa. Dương Lăng xoa xoa bàn tay bé nhỏ của nàng, khẽ cười mà nói. Những điều này ta không hiểu, nàng lãnh giáo của nàng, ta chỉ là bạn đồng du của gia nhân mình mà thôi. Cao Văn Tâm mỉm cười ngọt ngào, vừa muốn trêu đùa lại phu quân vài câu, phía trước Kim Châm Lưu đã ra đón, cười ha hả nghênh tiếp.
Kim Trâm Liêu không nhớ rõ người cầm y vệ lúc đó cõng vợ tới nhà tìm mình, nhưng hôm nay Uy Quốc Công tới cửa, ông đã nghe đại danh từ lâu. Uy Quốc Công phu nhân Cao Thị là con gái của Cao Thái Y, cũng là thần y kinh thành nổi tiếng, mình cũng không dám khinh thường. Đón vào trong phòng khách dâng trà lên, từ từ bắt chuyện, lúc này mới biết được ý đồ tới của nàng. Kim Trâm Liêu này y thuật cao minh, nhưng là người có chút tham tiền mộ thế. Hơn nữa, dù là người có tấm lòng rộng rãi khoáng đạt, cũng rất ít người vui vẻ nói cho người khác biết y thuật độc đáo của mình. Nhưng đối với Cao Văn Tâm thì lại khác. Vì sao ư? Bởi vì nàng là quốc công phu nhân, không thể cướp đi bát cơm của y được. Nói ra điểm độc đáo kiến giải, làm thầy giáo của quốc công phu nhân, đó chẳng khác nào soi sáng hay sao. Cho nên Kim Trâm Liêu cũng không giấu giếm gì. Nghe Cao Văn Tâm nói về bệnh tình, liền vút râu lắc lắc đầu giảng giải. Thị vệ nhận ra Dương Lăng, thấy sắc mặt của hắn tím lên rất là khó coi, không biết đã xảy ra chuyện gì lớn, sợ hãi liền mở cổng chính. Dương Lăng từ cửa cung bên phải đi vào hoàng cung, liền hỏi: "Hoàng thượng bày tiệc ở đâu?" "Ở Tây Noãn Các, Cản Thanh Cung." Dương Lăng không nói gì, liền chạy đi. Tim hắn sắp nhảy ra ngoài rồi. Hôn thư nhất định không được giao cho Ảm Gia, nếu không hắn sẽ ôm hận suốt đời. Hạnh phúc cả đời công chúa Vĩnh Phúc chính là nằm ở trong tay của hắn. Hắn sao có thể phụ lòng thương yêu của một người phụ nữ vô tội được? Khi nàng đang chịu cảnh cô đơn và dày vò cả đời, mình sao lại có thể hưởng thụ được hạnh phúc của mình đây? Dương Lăng càng nghĩ càng sợ, tim đã nhảy lên tới cổ họng. Còn mẹ nó chứ, hoàng thượng tuyển phi, dù là tài nhân phẩm chất rất thấp, chọn tùy tùng, thục nữ đều phải kiểm tra trong ngoài, còn thiếu nước cha rõ lục phủ ngũ tạng bên trong mà thôi. Tại sao công chúa tuyển phò mã, cái gì cũng đều không kiểm tra vậy? Hôm nay hắn cùng vợ tới thăm thần y chính là mặc thường phục, nhưng người trong cung phần lớn đều nhận ra người tâm phúc ngự tiền này. Thế hắn vội vàng chạy như điên, không chú ý tới lễ nghi quốc công, để không khỏi trố mắt lên nhìn. Tù và thổ lên, cửa cung các nơi lập tức đóng lại, cẩm y vệ, ngự mã giám đao đã ra khỏi vỏ, lên cung, nhằm vào các cửa cung bảo vệ. Chỉ tiếc là động tác của Dương Lăng thực sự quá nhanh, sớm đã vào cung rồi. Mặc dù Thạch Vân Nghĩa thẹn quá hóa giận, thế nhưng y thấy người của Dương Lăng quy tắc dừng lại ở trước cửa cung, đối diện với hàng đao súng dày đặc cũng không có ý phản kháng. Chỉ thấy Dương Lăng một mình vào cung, cũng không dám thổ tù và cảnh báo cao nhất, yêu cầu kinh doanh và ngũ thành binh mất ti cần vương hộ giá. Động tĩnh như vậy đã là quá lớn rồi, nếu không có chuyện như vậy, y khói lửa diễn chư hầu sẽ bị chặt đầu. Trong Tây Loạn Các, Cản Thanh Cung, hoàng thượng đang ăn uống tiệc tùng với thông gia. Bàn tiệc dài, hoàng đế chính đức ngồi ở chỗ cuối cùng, đầu bên trái ngồi là chuẩn phò mã, đầu bên phải là Ảm Đông Thần và em vợ Lý Hổ. Khi đó không có bàn tròn, trên bàn dài dù nó là thức ăn thịnh soạn nhưng đều là bày ra thôi, ai cũng không thể đứng dậy mà chọn thức ăn được. Ngoài thỉnh thoảng có người gắp thức ăn cho hoàng thượng ra, người bên cạnh chỉ có thể ngồi nhìn thức ăn phía trước là đủ rồi. May mà bọn họ chí cũng không có ở đây. Hai bên là lần đầu gặp nhau, khi vị Ảm công tử đó thường thường ho hai tiếng, ngồi ở đầu dưới khó mà động được vài đũa, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ nhu khí. Ảm Đông Thần và em vợ Lý Hổ thấy hoàng thượng chỉ biết định hót vài câu, may mà Mã Vĩnh Thành và mấy nội thị thái giám đứng bên cạnh chêm chọc cười, khiến cho không khí nóng lên. Rượu đã qua 3 tuần, Mã Vĩnh Thành khoắt tay ra hiệu, tiểu hoàng môn dùng một chiếc khay son sơn son đặt một tấm thiệp hồng. Mã Vĩnh Thành ghé sát tai chính đức nói nhỏ: "Hoàng thượng nên hạ hôn thư rồi." "Hả? "Huynh trưởng như cha, hôm nay tiểu muội chính thức định hôn." Hoàng đế chính đức vẫn chưa trưởng thành, bỗng cảm thấy trên vai có chút trách nhiệm nặng trịch. Người em rể được mẫu hậu chọn này quả nhiên là có chút yếu ớt, nói chuyện cũng không được mấy câu. Cha và cậu của hắn ta cũng chỉ biết a du định hót. Chính đức có chút nhìn không thuận mắt, nhưng với thân phận của muội muội vẫn hết sức thân thiết. Vừa nghe Mã Vĩnh Thành nhắc nhở, chính đức liền đặt ly rượu xuống, đứng lên mà cười nói: "Ảm Giá, bước lên đây." Ảm Đông Thần và Lý Hổ vừa thấy hôn thư màu đỏ đó trong tay hoàng thượng, bỗng hai mắt sáng lên, giống như là đã nhìn thấy một ngọn núi vàng, một kim bài miễn chết. Ảm Đông Thần kìm nén xúc động, liền thúc giục nói: "Ngô Nhi, còn không đứng lên, khấu đầu với hoàng thượng tiếp nhận hôn thư." Ảm Dạ ngồi lâu, tứ chi bùn rủn, vì cố nén ho trong ngực vô cùng khó chịu, căn bản không ăn được gì. Vừa nghe phải tiếp nhận hôn thư không khỏi giống như chút được gánh nặng. Tiếp nhận hôn thư, dự tiệc xong, mình sẽ không còn phải chịu sự dày vò này nữa. Y liền chống tay xuống bàn đứng lên, dưới chân có chút hơi chột dạ, di chuyển tới trước mặt chính đức, hai gối quỳ xuống cung kính nói: Hoàng thượng. Chính đức nhìn y trầm giọng thở dài: "Vĩnh Phúc là em ruột của trẫm rất thương người em gái này. Từ hôm nay trở đi trẫm sẽ giao nàng lại cho ngươi, ngươi phải đối xử tử tế với ngựa muối." Ảm Đông Thần và Lý Hổ hai mắt nhìn chằm chằm vào hôn thư do đích thân chính đức viết, đóng ấn tỉ, cổ họng đều khô ran lên. Đầu ngón tay của Ảm Dạ vừa chạm tới hôn thư, ầm một tiếng vang lên,
Cửa điện mở ra, một người như cơn gió lạnh lao vào. Mấy tiểu hoàng môn phía sau hoảng hốt, thất kinh kêu lên: Quốc công gia, ngài không thể tự tiện xông vào. Hoàng đế Chính Đức nắm lấy hôn thư kinh ngạc nói: Ồ, Dương Khanh, ngươi đây là làm gì vậy? Dương Lăng máu dồn lên mắt, chỉ tay quát lớn: Ảm Dạ, cái tên xúc sinh ngươi, mau bước xuống. Ảm Đông Thần ngây người ra, quay đầu lại nhìn, bằng chứng pháp luật vẫn chưa tới tay con trai, không khỏi kêu lên: Ngô Nhi, tiếp hôn thư. Người muốn chết sao? Dương Lăng tức giận, cầm lấy đĩa thức ăn ném ra ngoài. Thức ăn và đĩa bay lên không, đĩa rơi xuống chuẩn xác, chém trúng cổ tay của Ảm Dạ, phát ra tiếng kêu gãy xương. Nhưng đồ ăn trên đĩa thì lao tới người Chính Đức. Chính Đức ngây người đứng đấy, nhìn thức ăn trên người từ mũi chảy xuống, giống như đang nằm mơ vậy. Hả? Dương Thị Độc, có phải ngươi không vậy? Không nên bị người quấy rầy, mau tiếp nhận hôn thư. Ảm Đông Thần bất chấp hoàng thượng trước mặt, lập tức hô lớn, đồng thời nhảy dựng lên. Xem ra là chuyện đã bị bại lộ rồi, trước tiên cướp lấy hôn thư, như vậy quyền chủ động sẽ rơi vào tay của mình, trừ phi hoàng thượng làm chuyện giết người diệt khẩu, nếu không sẽ bị mình xỏ mũi. Phịch một tiếng, Dương Lăng thấy Ảm Đông Thần giúp con trai cướp hôn thư, cũng không kịp lách qua, lao thẳng tới bàn, chạy tới. Chén đĩa trên bàn văng khắp nơi, hoàng đế Chính Đức hôm nay cũng không hiểu chuyện gì, trợn trừng mắt lên mà nói: Dương Khanh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ảm Dạ thấy tình hình không ổn, hôn thư lại chưa tới tay, cả nhà sẽ bị tội chặt đầu. Y cố chịu đớn đau gãy xương mà lao lên cướp hôn thư. Dương Lăng còn hai bước nữa, thấy Chính Đức bị mình làm cho sợ choáng váng. Ảm Dạ sắp cướp hôn thư, hắn liền hét lớn, cả người lao lên không trung. Ảm Dạ vừa đứng lên giữ chừng đi cướp hôn thư, Dương Lăng liền đá một cước vào huyệt thái dương của y. Ảm Dạ kêu lên một tiếng, miệng đầy máu đen phun lên long bào của hoàng đế, thân người thình lình đổ xuống đất. Dương Lăng từ không trung rơi xuống kịp thời, tịch thu hôn thư trong tay hoàng thượng. Mã Vĩnh Thành không biết xảy ra chuyện gì, thấy có người làm tổn thương hoàng thượng, liền lao tới kéo hoàng thượng lùi về phía sau, cùng mấy tiểu hoàng môn còn có mấy tên thị vệ ở ngoài cửa lao tới bao quanh hoàng đế. Ảm Đông Thần và Lý Hổ mãnh liệt lao lên như điên cuồng, hôn thư đó chính là mạng của cả nhà. Thân hình Dương Lăng vừa chạm đất đã đá Ảm Dạ xuống. Hai người cũng không quan tâm tới sự sống chết của Ảm Dạ, lao tới chặn Dương Lăng lại, ôm đầu ôm chân, ba người đè lên người của Ảm Dạ thành một mớ hỗn độn. Hoàng đế Chính Đức ngây người ra nhìn một lát, quay đầu lại nói với Mã Vĩnh Thành: Lão Mã, Dương Khanh hắn liệu có phải bị điên loạn hay không? Võ công của Dương Lăng để đối phó với hai tên quan nhỏ này không khó, nhưng dưới đất cùng với hai người liều mạng ngăn lại, toàn bộ sức lực đều không thể phát huy được. Hắn cố gắng lắm mới đá được hai người ra, áo choàng bị xé rách một mảng dài, làm gì còn có chút uy nghi quý trọng của quốc công gia nào. Nhưng Dương Lăng đã đứng lên được, người đầy nước canh, vết máu, áo bào te tua, khăn vấn đầu bị xé, tóc tai rối tung, giống như lão ăn mày, đứng lên cười ha hả, dáng vẻ đắc ý. Bị đá một cước lại bị 400-500 cân đè lên người, Ảm Dạ công tử vẫn nằm im ở đấy, hai mắt trợn lên, khóe miệng vẫn còn đùn ra máu đen thui. Ảm Đông Thần và Lý Hổ căn bản không quan tâm gì đến y, hai người quỳ rạp xuống đất, mắt nhìn chằm chằm Dương Lăng, run giọng kêu lên: Hôn thư đâu, hôn thư đâu, hôn thư ở đâu rồi? Hai tay Dương Lăng rất tự nhiên phóng khoáng, rẽ rẽ tóc, sau đó vỗ bụng, ha ha cười nói: Hôn thư ở đây, lấy đi. Dương Lăng đã nuốt hôn thư vào bụng rồi, thốt ra câu đấy xong, Ảm Đông Thần và Lý Hổ run rẩy giống như bị rút gân vậy. Bây giờ đã đổi thành hai người bọn họ mắt đỏ như máu, hai người lửa giận công tâm, thấy đại thế đã mất, không khỏi gào rú lên: Họ Dương kia, lão tử liều mạng với ngươi! Hai người vụt một tiếng nhảy bổ lên, nghiến răng hận không thể cắn đứt thịt của Dương Lăng được. Hiện tại trong lòng Dương Lăng rất bình tĩnh, tâm bình khí hòa nên tay chân cũng nhanh nhẹn hơn. Một đôi tay trái ngoắc phải chuyển đánh ra thế thái cực quyền ở càn thanh cung. Hai người vụt một tiếng nhảy bổ lên, nghiến răng hận không thể cắn đứt thịt Dương Lăng được. Hiện tại trong lòng Dương Lăng rất bình tĩnh, tâm bình khí hòa nên tay chân cũng nhanh nhẹn hơn. Một đôi tay trái ngoắc phải chuyển đánh ra thái cực quyền ở càn thanh cung, trái đấm phải đấm, bạch hạc lưỡng xí, kim kê độc lập, đánh cho hai người Ảm Đông Thần choáng váng. Cuối cùng Dương Lăng thình lình bắt lấy cổ tay hai người đập vào nhau, hai người đau đớn kêu lên, một cục u thật lớn nổi trên trán, lập tức ngã xuống đất ngất đi. Chính Đức và Mã Vĩnh Thành, một đám thị vệ thái giám giống như đang xem kịch vậy, hai mắt nhìn chăm chú, thành thành thật thật nhìn Dương Lăng đánh ngã từng tên thông gia của y trên đất. Chính Đức hoàng đế thượng lúc này mới chực chậc rồi hỏi: Dương Khanh đang làm gì vậy? Động tác của Dương Lăng rất phóng khoáng, dãy mái tóc đang che khuất tầm mắt sang hai bên trái phải, sau đó chỉ vào Ảm Dạ mà nói: Hoàng thượng, tên cẩu tài này thân mang bệnh nan y, nhưng bọn họ lại dám lừa gạt hôn ước của công chúa. Khi thần nghe được tin tức đã bị hù đến hồn bay phách lạc,
trong tình thế cấp bách vội vã vào cung thấy hoàng thượng đang muốn hạ hôn thư. Tình huống cấp bách không kịp bẩm báo đã thất lễ trước mặt vua. Tên sát tài này biết rõ bản thân mình có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng... Hắn cúi đầu nhìn xuống Ảm Dạ đã nằm thẳng đơ ở đấy, máu đen tuôn ra đầy mũi miệng, rõ ràng là đã chết. Dương Lăng hơi ngẩn người, lập tức đúng lẽ hợp tình nói: "Hoàng thượng xem, quả nhiên có thể chết bất cứ lúc nào." Dương Lăng ngoài miệng nói thế, thế nhưng trong lòng lại vội vàng suy nghĩ: "Hỏng rồi, sao lại đánh chết người như này? Lần này phải tìm Kim Châm Lưu, rồi cửa hàng kê đơn và cả nô bộc sắc thuốc của Ảm Gia đến để nói rõ ràng mới được." Chính Đức không để hắn phí công như thế, y đã hình thành sự tín nhiệm vô điều kiện với Dương Lăng rồi, lại cúi đầu nhìn Ảm Dạ nằm thẳng đằng kia, máu tuôn đầy miệng, máu chảy ra đều là màu đen, làm sao còn hoài nghi được. Trong nhất thời giống như bị một gáo tuyết lạnh rồi thẳng xuống đầu. Da đầu Chính Đức hoàng đế lạnh lẽo run lên, y nghĩ mà sợ, nếu truyền xuống ngôn thư vừa rồi thì việc trung thân của muội tử mình xong rồi. Mỗi người đều có nhược điểm của mình, nhược điểm của Chính Đức chính là không được bắt nạt thân nhân của y, phản bội tình cảm của y. Vừa nhìn thấy tình huống này, y đã gừ lên một tiếng, giống như phát điên mà xông lên trước, tay đấm chân đá, trong miệng không ngừng mà mắng: "Quả nhiên là cẩu tài, hay cho một tên sắp tài, ngay cả muội tử của chấm mà cũng dám gạt sao? Chấm phải giết ngươi, chấm phải giết ngươi." Đáng thương cho Ảm Dạ đã chết mà còn bị chân rồng sỉ nhục, Chính Đức nổi giận lên cũng không quan tâm đầu đuôi gì cả, chỉ trong chốc lát đã đến thay đổi cả dung nhan của người chết, đến lưỡi cũng bị kéo ra ngoài. Mã Vĩnh Thành nghe Dương Lăng nói thì trong lòng lột bột vài tiếng, hai chân nhún cả ra đứng không vững. Lần này xong rồi, lại có cả chuyện này nữa sao? Cái tên chó má tất chân kia không phải nói chỉ là cảm mạo nho nhỏ thôi sao? Sao lại thành bệnh nan y rồi? Tên khốn kiếp này, ngay cả loại tiền này mà cũng dám kiếm sao? Thật con mẹ nó chán sống rồi mà. Ông ta cũng không hoài nghi lời của Dương Lăng. Đầu tiên là vì Dương Lăng không cần thiết phải nói dối. Hơn nữa Ảm Dạ vốn dĩ mang bộ dáng bệnh hoạn tiểu tụy, bây giờ chết ở đấy mà còn tuôn ra máu đen nữa, rõ ràng là trong ngũ tạng mang bệnh vô cùng nghiêm trọng. Dương Lăng một cước đạp chết Phò Mã, lại chưa được tuyên triệu mà xông vào cung kiến giá, còn nhảy lên ngự yến. Hắn cho rằng hắn là một món ăn hay sao? Nếu không có chứng cứ rõ ràng, đường đường một quốc công gia sẽ làm ra chuyện trái lệ thường như vậy hay sao? Tất chân phải chết, nhất định phải chết. Ông ta và mấy tên tiểu thái giám vội vàng chạy lên ôm lấy Chính Đức, kéo hoàng thượng ra, luôn miệng khuyên can, trong lòng lại nảy ra một chủ ý ác độc. Chính Đức hoàng thượng há miệng run rẩy trên ghế, một nửa là giận, một nửa là bị hù, y thở hổn hển, thở phì phò: truyền chỉ, Ảm Gia khi quân phạm thượng, lừa gạt công chúa, chạm cả nhà." Dạ. Mã Vĩnh Thành luôn miệng đáp ứng. Lúc này Dương Lăng đã tỉnh táo trở lại, cảm thấy dù sao thì trên dưới Ảm Gia cũng không chạy thoát được, việc này cũng không cần gấp. Việc cấp bách bây giờ là phía công chúa. Hôm nay giống trống cua chiêng cử hành nghi điển, công chúa xuất giá gả cho Phò Mã, 100 người trong Ảm Gia rêu rao khắp nơi là đến hoàng cung cử hành đại điển của công chúa. Bây giờ bản thân Phò Mã gia đã cũng không biết là bị đạp chết hay là bị đè chết. Sau đó đại đội quan binh đến nhà xét nhà, cơn giận của hoàng thượng được chút ra, nhưng vinh phúc công chúa thì làm sao đây? Lời đồn đại nhảm nhí sẽ tổn hại đến một cô nương chưa xuất giá bao nhiêu đây? Dương Lăng thấy Chính Đức giận đến run rẩy, đã muốn giết người cho hả giận rồi, lập tức vén áo bào muốn quỳ gối khởi tấu. Kết quả là vừa động tới thì chỉ qua được vài mảnh vải, áo bào đã rách tả tơi, không khác gì người trong cái bang. Dương Lăng dứt khoát vứt bỏ mảnh vải đấy, quỳ xuống trước mặt Chính Đức, dập đầu lên tiếng: "Hoàng thượng, thần là quan tuyển đại hôn của công chúa, không điều tra rõ ràng mọi việc, suýt chút nữa làm lỡ việc trung thân của công chúa, thần có tội." "Khanh đương nhiên có tội rồi." Chính Đức còn đang sợ hãi, tức giận vỗ bàn ném chén mà nói: "Dương Lăng ơi Dương Lăng, người chấm tin tưởng nhất chính là khanh. Khanh suýt chút nữa làm lỡ người muội của chấm rồi. Nữ tử một khi gả đi thì đã tạo thành sai lầm lớn rồi, cho dù quân lật trời cũng không cứu được nữa rồi. Muội tử của chấm suýt chút nữa thì khanh rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ bệnh hoạn của tên cẩu tài này, sao lại không điều tra cho rõ vậy?" Dương Lăng xấu hổ nói: "Thần có tội, lúc đó thấy gã không ngừng ho khan, Tất Công Công nói chỉ bị cảm mạo, thần liền muốn bảo Tất Công Công tìm hai vị thái y đến khám cho gã, để tránh thất lễ chức vua. Tất Công Công cũng nói đã tìm người khám rồi, thần liền sơ suất, thật sự không ngờ Ảm Gia lại dám lấy người sắp chết ra làm lửa hôn thiên tử." Chính Đức hoàng đế nhíu hai hàng chân mày, đằng đằng sát khí nói: "Tất trần sao?" Mã Vĩnh Thành vừa thấy cơ hội đến rồi, lập tức khom lưng mà nói: "Nô tài còn nói tại sao khi hoàng thượng chọn Phò Mã, Tất Trần lại bẩm tấu hoàng thượng, ra sức nói tốt cho Ảm Gia, căn bản không để cho quốc công và quốc cứu xen miệng vào, ông ta nhất định đã nhận hối lộ của Ảm Gia rồi." "Đi, đi,
nhanh chóng kéo tên xúc sinh tất chân kia đến để cho chấm nào. Tuân chỉ. Mã Vĩnh Thành vui mừng như điên, lập tức gọi bốn cẩm y đới đao, giáo vệ và hai tiểu hoàng môn chạy đi tìm tất chân. Ông ta là đại tổng quản nội vụ trong cung, trong tay nắm việc chi phí tiền lương. Đây là công việc béo bở nhất trong cung, mua đứt được rất nhiều thị vệ, thái giám tâm phúc. Muốn chỉnh chết một thái giám nhất thất thế, tất nhiên là vô cùng dễ dàng. Thấy Dương Lăng vẻ mặt hổ thẹn, quỳ ở đằng kia, Chính Đức Hoàng Đế thở ra một hơi thật dài, rồi nói: Thôi đi, Khanh đứng lên đi. May mà Khanh đến kịp lúc, bằng không chấm thẹn với phụ hoàng và ngự muội rồi. Đứng lên đi, chấm phạt Khanh lập công trục tội, xét nhà ảm ra cho chấm, diệt cửu tộc của ông ta. Chính Đức vỗ bàn một cái, gương mặt anh Tuấn dữ tợn hẳn lên, cắn răng cười lạnh mà nói: Lừa tới lừa lui, lừa đến cả hoàng gia rồi, không nghiêm trị cho thật tốt, những tên khốn kiếp dám đạp lên đầu càng nhiều hơn nữa kìa. Bọn họ không sợ việc này xảy ra rồi, chấm sẽ nổi giận nghiêm trị hay sao? Chính Đức nói tới đây, ngẫm nghĩ người ta thật sự là không sợ mà. Đến lúc đó cứ nói đột nhiên bệnh chết, vậy ngươi chỉ có thể oán bản thân mạng khổ mà thôi. Nếu không có cái danh công chúa chống đỡ, nó không chừng nhà trai người ta còn mắng số mạng nữ nhân ngươi khắc phu nữa. Đến lúc đó chỉ đành nuốt lấy quả bồ hòn làm ngọt. Lúc đó hạ chỉ xét nhà giết người, dân chúng trong thiên hạ thấy sao đây? Sau này còn ai dám tiếp cận hoàng gia nữa đây? Ai dám đảm bảo cả đời không đột nhiên mắc bệnh đây? Thật độc mà. Chính Đức nghĩ đến đây không nhịn được, hung hăng vỗ bàn một cái. Dương Lăng đứng dậy trầm giọng nói: Hoàng thượng, thần vì bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu nên hôm nay trùng hợp đến bái phòng Lưu Phú của thần y Kim Trâm. Ngẫu nhiên nghe ông ta nói vài ngày trước ông ta có xem bệnh cho công tử Ảm Gia, nói người này thân mang trọng bệnh đã không thể cứu chữa, nên mới giật mình phát giác ra âm mưu của họ. Theo như thần thấy, Ảm Gia không phải vì nịnh bợ hoàng thân quốc thích thôi không thôi đâu. Mấy ngày qua Lưu Công Công luôn chửi tham sướng ở các nha môn béo bở như nội phủ, nội kho đều tiến hành thanh tra. Kho chữ giáp ở Tây Thập Khố đã bị tra xét đến tận cùng, bắt hơn 160 người rồi. Ảm Đông Thần trông coi tạng phạt khố, tay chân nhất định là cũng không sạch sẽ, nên mới muốn kết thân với hoàng thân. Đến lúc đó không chỉ là hoàng thượng, ngay cả quan viên thanh tra cũng phải nể mặt công chúa Vĩnh Phúc mà để hở mặt lưới, bảo toàn một nhà già trẻ cho ông ta. Chính Đức Hoàng Đế cười lạnh lên tiếng: Trà rất tốt, trèo rất tốt, bảo toàn rất tốt à. Lúc bấy giờ Lưu Cẩn vội vàng hấp tấp đi đến thì nghe thấy Dương Lăng đang nói cái gì mà nội, cái gì mà kho, ông ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi căng thẳng. Dương Lăng lại đang tố cáo tội của ta hay sao? Lưu Cẩn vội vàng bước lên trước tâu lên: Hoàng thượng, trong cung báo động phong bế cửu môn, toàn bộ chìa khóa trong cung đưa đến Tỳ Lễ Giám, lão nô không biết đã xảy ra chuyện gì, nghiêm lệnh khắc cửa cẩn thận, nhưng trong lòng nhớ tới hoàng ân. Ông ta nói tới đây đảo mắt nhìn thấy ba người nằm trên mặt đất, ai cũng mặt mũi bầm dập, có một người chảy máu đen đến che lấp cả mũi miệng, trên trán còn có một dấu chân thật to, ông ta không biết là do vừa rồi hoàng thượng đá, cho rằng vừa rồi có thích khách ám sát hoàng thượng, lập tức bị hù đến mất cả tiếng. Dương Lăng cuống quýt nói: Đều là lỗi của thần, vừa rồi sự việc khẩn cấp, thần phóng ngựa chạy như điên, đụng vào cả ẩm cầm y vệ, cho nên trong cung mới khẩn trương như vậy. Chính Đức nhìn Lưu Cẩn nói: Không có gì, phân phó kiểu môn đừng kinh ngạc, lo lắng nữa, thu lại phòng bị đi. Dạ, lão nô nĩnh chỉ. Vậy trả lại chìa khóa cho kiểu môn. Lưu Cẩn vội vàng lên tiếng. Chính Đức Hoàng thượng gật đầu: Lão Lưu à, vừa rồi Dương Khanh nói chuyện ông thanh tra lục bộ, nội kho, rồi các nhà môn lớn ở kinh sư, bài trừ tham nhũng đều cao thanh liêm. Nghe nói chỉ riêng kho chữ giáp đã bắt hơn 100 người đúng không? Lưu Cẩn lo lắng đề phòng lên tiếng: Phải, lão nô ghét nhác như cừu, những người đó giúp hoàng thượng trông coi nội kho mà lại tham ô, trong lòng của lão nô hận vô cùng, cho nên cho người bắt nhiều như vậy, khó tránh khỏi có người bị oan. Đây là do lão nô không đúng, lão nô trở về nhất định bắt rất hay. Giống như mưa to gió lớn vậy, tham lam độc ác có một tên thì hay một tên, nên bắt cứ bắt, nên giết cứ giết, nên lưu đày thì cứ lưu đày, tuyệt đối không được lể quá hóa lỏng. Lão Lưu à, ông là trung thần gương mẫu của trẫm, ông làm rất tốt. Lưu Cẩn được Chính Đức khen, gương mặt già nua phấn khởi, cười cũng không được tự nhiên nữa. Ông ta thập thò lén lén liếc sang Dương Lăng, trong lòng nghĩ: Hóa ra Dương Lăng không phải đang nói xấu ta, chắc không phải vì chỉ không có miếng nên đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn định bợ ta đấy chứ. Chính Đức căm hận nói với Lưu Cẩn: Cơn giận này trẫm không thể nào nuốt trôi được. Lưu Cẩn, ông đến rất đúng lúc, ông cai quản ba xưởng một vệ có đúng không? Cái nhà này y chỉ vào ba người nằm trên mặt đất. Ảm Gia tham ô tài báo ở trong nội kho, vì để hoàng thân bỏ tội
nếu đã dùng đứa con bệnh nặng sắp chết đi lừa gạt hôn sự với ngựa muội của trẫm, tội ác tày trời, tội không thể tha. Ông mau chóng đi xét sạch xẻ nhà bọn họ cho trẫm đi. Lưu Cẩn vừa nghe được phái đi xét nhà, lập tức phấn chấn tinh thần. Ta giỏi nhất là xét nhà mà. Lưu Cẩn vội vàng kích động đáp lại một tiếng, lĩnh chỉ, xoay người chạy đi, lại bị Chính Đức gọi lại. Khoan đã, đem ba tên khốn kiếp hai sống một chết này đi ra ngoài cả đi. Lưu Cẩn vội quay đầu lại, gọi đám cẩm y thị vệ kéo Vụ Tử Ảm Gia ra khỏi cung Cẩn Thanh. Dương Lang lo lắng u sầu mà nói: Hoàng thượng, hoàng thượng đau lòng cho công chúa, nghiêm trị tội phạm là việc đương nhiên, nhưng việc cấp bách bây giờ là làm sao giải quyết việc trung thân đại sự của công chúa kìa. Hôm nay công chúa xuất hiện làm lễ lập tài vấn danh với Ảm Gia, tuy nói lễ nghi chưa thành, đôi bên chưa có danh phận gì cả, nhưng chuyện này ầm ĩ đến mức toàn thành đều biết cả. Sáng nay Ảm Gia được cung nghênh tiến cung như hoàng thân vậy, mà bây giờ Ảm Gia lại trở thành khâm phạm bị kéo ra khỏi cung. Công chúa phải làm sao đây? Việc này truyền ra ngoài, dân gian nghị luận xôn xao rất bất lợi cho thanh danh của công chúa. Nghề chính của Lưu Cẩn là chỉnh người, là xét nhà. Nghề chính của Chính Đức là náo loạn, chút giận. Dù sao tổ cử y cũng không lớn, hỏi y chuyện này thì làm sao y biết phải làm gì. Chính Đức nghe thấy rất có lý, nhưng có lý thì có lý, y cũng không biết phải làm sao. Chính Đức mờ mịt ngồi ở đấy. Dương Khanh, vậy Khanh nói nên làm cái gì bây giờ? Dương Lăng trầm ngâm một phen rồi nói: Hoàng thượng, người nên lập tức đi tìm Thái Hậu, lại triệu kiến Tam Đại Học Sĩ, mau chóng nghĩ ra cách hay. Dù sao cũng phải xử lý việc này cho trọn vẹn. Phụ Tử Ảm Gia đáng chết, nhưng dù có chết cả ngàn lần, hoàng thượng cũng không phải chỉ là chút giận cho công chúa Vĩnh Phúc thôi sao? Thần cho rằng việc cấp bách nhất là làm sao giảm bớt ảnh hưởng của việc này xuống, để tránh cho công chúa điện hạ đau lòng kìa. Có lý, có lý. Khanh chờ đây, đừng đi đâu cả. Chấm lập tức đến hậu cung. À đúng rồi, Dương Khanh gọi Tam Đại Học Sĩ đến cung Tử Ninh cho chấm đi. Trước tiên nói cho họ nghe chủ ý của Khanh, chấm chờ hậu cung nghị sự với họ. Chính Đức Hoàng Đế nhảy bật dậy, vội vàng chạy đến hậu cung. Tiểu Hoàng Môn thấy hoàng thượng đi rồi nên mới kêu gọi một tiếng, chạy vào trong thu dọn đống hỗn độn kia. Dương Lăng cũng vội vàng đến điện Văn Hoa, điện Võ Anh, chỗ Tam Đại Học Sĩ làm việc để truyền chỉ. Cũng trong lúc bấy giờ, Hoàng Huynh vươn tay đưa hôn thư qua, cái tên khốn kiếp kia, à không phải, không phải, tên Ảm Dạ kia đưa tay nhận lấy. Đúng lúc này, Dương Lăng ầm một tiếng, tông cửa điện vào. À! Vĩnh Phúc và Chu Tưng Nhi đồng thời kinh hô một tiếng. Vĩnh Thuần Dương Dương đắc ý rồi nói: Đừng ngôn, đừng ngôn, bản công chúa đã hỏi tiểu thái giám rất quen thuộc rồi, tuyệt đối không sai được đâu. Nghe nói Mã Vĩnh Thành của phủ nội vụ đã tìm một số người tu sửa lại cửa lớn của cung Cẩn Thanh rồi. Chu Tưng Nhi nuốt nước miếng rồi hỏi: Rồi sau đó thì sao? Công chúa Vĩnh Phúc trợn mắt hạnh, hai mắt nhìn muội muội chằm chằm, đôi tay trắng như phấn nắm chặt lại, không quan tâm đến lòng bàn tay đang đau đớn. Tuy nói Vĩnh Thuần vừa vào cửa liền hô to lên: Ảm Dạ lừa hôn, bị Uy Quốc Công đánh chết tươi, hoàng huynh đến hậu cung tìm mẫu hậu nghị sự rồi. Nàng nghe thấy mà kinh tâm động phách, bị công chúa Vĩnh Thuần dọa cho sắp đau cả tim rồi. Công chúa Vĩnh Thuần lanh lợi chạy đến ngồi xuống trước bàn, tự mình châm một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Đáng hận đến mức công chúa Vĩnh Phúc nghiến răng nghiến lợi, nàng mới cười hì hì mà nói: Lúc ấy trong điện mọi người bị dọa đến choáng váng, chỉ thấy hắn ta y phong lẫm liệt, sau lưng còn mang theo một tên cuồng phong, cuồn cuộn nổi lên trên bầu trời tuyết rơi vậy. Sau đó cưỡi ngựa cầm đao, cũng không bái kiến hoàng thượng, liền chỉ vào Ảm Dạ mà mắng rằng: Tên tiểu tử kia, mau bỏ đao xuống. Vĩnh Phúc không vui chừng cất nàng, biện bạch mà nói: Sao lại nói là giáo hoạt? Đây gọi là cái khó ló cái khôn, đổi thành người khác thì không nghĩ ra được chú ý này đâu, mà sau đó thì sao vậy? Vĩnh Thần vung tay múa chân nói tiếp: Ảm Dạ vừa thấy sự tình không ổn, lập tức đoạt lấy hôn thư trong tay của hoàng huynh. Dương Lăng bay lên một cước, à mà không đúng, là bay lên trên mâm, đánh gãy tay của hắn ta. Nàng cười khanh khách rồi nói tiếp: Nghe nói long bào của hoàng huynh bị đổ đầy canh, vừa nãy đi gặp mẫu hậu, đi được nửa đường mới phát hiện trên mũ còn cắm một con tôm đã bóc vỏ rồi kìa. Chu Tưng Nhi phụt cười ra tiếng, tâm tình của Vĩnh Phúc lại không vui, vội vàng thúc giục: Vậy sau đó thì sao? Sau đó Dương Lăng thật sự sốt ruột. Tiểu thái giám đó nói Dương Lăng nhảy lên bàn, chạy thẳng qua đó, đá vỡ toàn bộ chén đĩa. Hai mắt của hắn đỏ bừng bừng, tóc cũng dựng đứng cả lên, giống hệt như một con trâu điên vậy. Thoạt nhìn muốn dọa người bao nhiêu thì dọa người bấy nhiêu. Cứ chạy đi chạy lại, rồi hắn bị trượt chân, giầm một cái ngã sấp mặt xuống luôn. Công chúa Vĩnh Phúc kinh hô một tiếng, kinh hồn táng đảm rồi nói: Trên bàn toàn là chén đĩa, bát đũa cả, hắn có ngã bị thương không? Đương nhiên không có rồi, trên giày của hắn đông tuyết, trên bàn lại có rượu.
lại thêm món ăn toàn dầu mỡ, vừa chợt thì cả người đều ngả nghiêng bay lên. Thật là trùng hợp, nếu không muốn nói là ác giả ác báo, chân của hắn vừa hay đạp vào ót của Ảm Giả. Wow! Chu Tương Nhi cả kinh kêu lên. Chân của hắn lớn như vậy, còn lớn gấp đôi hơn chân muội kìa, lần này còn không đá chết người hay sao? Gì chứ, sao muội biết chân của hắn to bao nhiêu vậy? À, ta đoán mà, không phải nói chân to giống cả thiên hạ hay sao? Tuổi của hắn như vậy mà đã làm quốc công rồi, vậy chân nhất định là không nhỏ đâu. Chu Tương Nhi cười gượng hai tiếng, chột dạ mà nói. Hoàng huynh ta cai quản cả thiên hạ đó thôi, là quan viên lớn nhất trong thiên hạ, cũng đâu thấy chân to lắm đâu. Vĩnh Thuần không phục mà nói. Được rồi, hai muội đừng nói những thứ vô dụng kia nữa, sau đó thì thế nào? Công chúa Vĩnh Phúc sốt ruột đến nỗi, nhanh chóng nắm cổ của muội muội, bức nàng cung khai. Công chúa Vĩnh Thần vung hai tay, tạo tư thế đối vật rồi cười nói. Sau đó Ảm Đảm Ông Thần và Lý Hổ hùng mãnh nhào tới, còn có Ảm Dạ nữa kìa. Bốn người lăn lộn một chỗ, đánh đến lộn xộn ngổn ngang, râu tóc cũng bị kéo đứt cả. Công chúa Vĩnh Phúc lo lắng dừng lại một chút, sẵn giọng rồi nói. Hoàng huynh cũng thật là, sao huynh ấy không đi lên hỗ trợ vậy? Một mình Dương Lăng sao đánh được, bốn người bọn họ, nhất định hắn sẽ bị thiệt thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.